chỉ còn đêm nay. Ông nội ơi, chỉ còn đêm nay là đêm cuối cùng. Để sáng ngày mai ông đi mãi. Ông bỏ lại hai cháu đây. Chứng giám mặt đi, cho cháu nội là hằng nghề an. Hai cháu nội hằng an cũng đành ngậm ngùi để cầu chúc cho ông về nơi suối vàng. Linh thiêng ông phù hộ cho hai cháu được học hành giỏi giang từ đây. Chú ruột ơi, chú ra đi mà nay cháu sen của chú. Cháu còn đang mang bệnh tật trên đời. Cháu không thể về được bên chú rồi. Chú ơi, nay con cháu Cúc ở nhà thôi, gửi con đoàn nhạc hiếu mấy lời than thở gọi chú đây. Chú ơi, cháu Cúc xem thương chú mà chẳng biết nói câu gì. Này cháu chỉ biết gửi qua đoàn nhạc thiếu mấy lời để bày tỏ tình cảm. Gọi chú, mong chú thấu hiểu cho vợ chồng cháu là Cúc là Xem. Chú ơi, chỉ còn một đêm nay nữa mà thôi, là một đêm sau cuối cuộc đời. Để rồi sáng mai cháu Cúc ở nhà đưa tiễn chú về nơi suối vàng. Chú ơi, mong chú sống khôn thác thiêng thì chú hãy trở về. Chú phù hộ độ trì cho cháu Sen còn đang bệnh tật hiểm nghèo, đang điều trị ở bệnh viện Hà Nội, không thể về bên chú được. Mong chú phù hộ cho cháu được khỏi bệnh, trở về với gia đình quây quần đoàn tổ chú ơi. Chú ơi, mà kể từ ngày hôm nay thì chú đã đi xa. Chú bỏ cháu Cúc Xem, bỏ cháu trên đời. Thương chú này mà chẳng biết là nói gì. Cháu chẳng biết nói gì khi chú đã đi xa. Ở
ơi chú ơi, để tình cảm chú cháu ta kể từ hôm nay đã phải xa nhau mất rồi. Còn này đâu à, có chú trên đời bên mái ấm gia đình, bên mái ấm gia đình, bên cháu như ngày qua. Ơi chú ơi, chỉ còn có một đêm nay chú còn nằm ở trong nhà với con với cháu trên đời, để sáng ngày mai chú thời ra gối đất đỡ nằm đồi sâu dài gió mưa. Đành vĩnh biệt chú đi xa, chú về nơi an nghỉ nơi suối vàng, linh nga tiếng chú về che chở chú độ trì cho cháu trên đời luôn được bình an.